Hello, Thanh Hóa, Điện Gia Dụng Nhật Bãi, Thanh Hóa xin chào tất cả bà con, cô bác, quý khách, cô chú, anh chị em ha, để gửi lời thăm tất cả cô chú, anh chị em. Hôm nay Thanh Hóa tiếp tục lên sóng một cái em máy chụp hình cổ ha. Em này là bị không lên nguồn nha quý khách. Mà không biết pin bọng gắn đâu nữa mà tìm không ra luôn. Ngoại hình thì nó hơi xấu, không được đẹp ha. Cổ nha, nặng cực kỳ, nguyên con da băng nha. Này là gì không biết nữa. Này là gì không biết nữa. Cái này có giá trị sưu tầm thôi chứ xài chắc lẽ là xài không được. Chẳng hạn quán nước, quán cà phê hay mấy cái nhà nào đó trưng lên cho đẹp, đồ cổ mà. Thằng này mình nghĩ chắc bèo bèo cũng hơn 20 năm mà. Phải không ta? 312098 thì gì không biết nữa. Rồi ha, quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu thì gọi qua Zalo. Cái số Zalo của mình là 0939 396 480. Ngoài Zalo thì có Facebook, YouTube hay là tốt luôn ha, cũng là một số một ha. Quý khách nào, cô chú nào có kết bạn thì mình sẽ chấp nhận nha. Đôi khi trả lời hơi chậm quý khách cũng thông cảm giùm. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ giùm mình ha. Rồi mình xin cảm ơn và chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.